sân bay của Washington rồi cả nhà nha. Bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi. Trời rất là nóng cả nhà ơi. Đi từ sáng giờ mười mấy tiếng đồng hồ. Đây là tàu dưới tầng hầm á cả nhà nha. Thăm nhà trắng của ông Trump đấy, mà họ đang gào đường. Sang đang ở chỗ nhà trắng cả nhà ơi, nhưng mà tối quá với lại ngày mai có hội nghị lớn nên là họ chặn đường rất là nhiều nên là không có vô được trong cả nhà. Sang chỉ đứng phía ngoài thôi, ngày mai lại đi hướng khác rồi nên là tranh thủ đi ra ngoài này để quay lưu lại kỷ niệm. Do chuyến bay của Sen cũng bị hủy nên là tới trễ mất 4 tiếng 5 tiếng đó cả nhà. Giờ này cũng gần 11 giờ đêm rồi.